Welcome to Lang Thang DC Channel các bạn. Các bạn có khỏe không? Hôm nay là cuối tuần. Hiện tại bây giờ là mình đang ở tại thành phố Jersey City tại New Jersey. Phía sau lưng mình các bạn thấy những tòa cao ốc đó là New York City. Cái tòa nhà mà cao nhất đó là Freedom Tower. Đó là hồi xưa là World Trade Center. Hai cái tòa nhà các bạn còn nhớ, hai cái building cao ốc mà cao thật cao, World Trade Center không? Đó, bây giờ là nó replace, nó thay thế bằng cái Freedom Tower. Đó là sau lưng của mình tòa nhà cao đó. Thì bây giờ mình sẽ kiếm chỗ mình đậu xe ở bên này. Mình sẽ đi ferry qua bên sông bên kia, New York City, thì cho nó tiện, nó gần. Chứ qua bên kia mình kiếm chỗ đậu xe rất là khó các bạn ơi. Bây giờ là các bạn hãy cùng mình lang thang qua bên New York nhé. Ok, mình sẽ khám phá vào cái thời tiết mà cuối tháng 11 vào tháng 12. Thì cũng may mắn hôm nay trời nắng ấm, cũng hơi gió lạnh chút xíu. Mình có cái áo jacket này là cũng ok lắm rồi. Thì các bạn hãy cùng mình lang thang qua bên New York City nhé. Ok, let's go. Hello, hello các bạn. Cuối cùng mình cũng đã kiếm được chỗ Bắc Kinh rồi các bạn ơi. Mình cũng muốn chia sẻ với các bạn nha. Tới chỗ này đậu Bắc Kinh cũng là một cái vấn đề đó, chứ không phải đơn giản. Còn nếu mà hơn may mắn thì mình đậu được cái gần cái chỗ cái terminal, cái bến tàu mà để qua New York nha các bạn. Còn không là mình phải đậu cỡ chừng cũng cỡ chừng là nửa mao á, nửa cây số mình đậu rồi mà mình đi bộ tới. Như là nói chung là hên xui. Cho nên là nói chung là cái Bắc Kinh thì nó cũng là cả một vấn đề, chứ không phải là đơn giản. Cũng may mắn quá, mình đậu cũng không đến nỗi xa. Đậu nó cho đậu miễn phí. Hên quá, người ta có một người mới vừa ra cho mình đậu được. Ok. Bây giờ là bắt đầu là các bạn hãy cùng mình lang thang tại New York City nhé. Mình qua New York City. Và cái dịp lễ Thanksgiving thì các bạn cũng biết rồi, vừa rồi thứ năm vừa rồi là lễ Thanksgiving của nước Mỹ, lễ tạ ơn. Hôm nay là sáng thứ bảy, trời 50 mấy độ, cũng ok, cũng gió mát mát, lạnh lạnh. Mình cũng có cái áo khoác đây. Đi cùng mình qua mình khám phá vào cái dịp mà lễ này các bạn, coi đường xá phố xá ở bên New York đông đúc hay người như thế nào. Cũng lâu lắm rồi mình không trở lại New York. Sẵn đây mình trở lại, mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Các bạn hãy cùng mình theo dõi nhé. Let's go. Đây là một cái bến cảng nè các bạn. Đó là mình phải mua vé, là một đồng mình chờ ở đây. Nó có schedule. Các bạn nhớ nha, nếu mà mình tới thì mình tới ngay cái cảng này nè các bạn, Hollywood Hook Terminal đây các bạn. Đó, bạn nhớ ghi cái này xuống nha. Đây là cái cảng là nó tiện lợi. Đi qua bên sông bên New York chỉ có là 10-15 phút vậy thôi. Rất là gần. Theo mình biết là schedule là mỗi nửa tiếng là nó sẽ có một chuyến. Đó thì bà con trước mặt là đang đậu đó các bạn, đang chờ đó, người ta đang đứng chờ đó. Đó. Qua bên kia thì nó cũng gần thôi, chứ nó mới xa. Bây giờ mình phải đi vô mình mua vé nhé. Mình mua vé một cái đã, là mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem. Đó là khu đây nè các bạn, thấy không? Đó, mình sẽ vô mình mua vé. Ok, đây là cái schedule của cái weekend này, thứ bảy với chủ nhật này các bạn, có giờ giấc nè. Đó, có giờ dắt hết. Ok, mình sẽ vô mình mua một cái vé là đi round trip. Ok các bạn ơi, giờ mình mới vừa mua vé xong thì một vé là chỉ có 6 đồng thôi, round trip là 12 đồng, vòng đi vòng về 12 đồng, rất là rẻ các bạn ơi. Mình đi qua bên World Trade Center là trước mặt mình đó, đó tòa nhà trước mặt mình đó. Đó thì mình muốn về lúc nào mình về đó, nó rất là tiện và cũng rất là rẻ các bạn ơi. Đó. Cái chuyến kế tiếp là bây giờ là 11 giờ 10 thì sẽ có chuyến kế tiếp. Thì nói chung là nửa tiếng tùy theo cái schedule holiday hay là ngày thường, weekend
đó thì nó khác nhau, cũng rất là rẻ các bạn. Hôm nay cũng may mắn là thời tiết là cũng có nắng, 50 mấy độ, mát mát, cũng ok, không đến nổi. Đây là giữa mùa thu và cũng là vào mùa đông rồi đó các bạn, cũng là còn mùa thu à. Thì đây là cũng có nhiều người cũng đang đứng đây chờ đây, rất là yên tĩnh. Bây giờ chờ 10 phút, 10-15 phút nữa là sẽ có chuyến đến. Hiện tại là mình đang đứng ngay cái terminal đây các bạn, ở bên New Jersey đây. Đó. Bên thành phố bên này, mình đang đứng bên này, đang chờ đây. Bà con cũng đang chờ Brookfield. Mình phải biết là cái cảng nào nghe các bạn. Nó có cái sign nó để là tên gì, đường gì là mình biết mình đi, chứ mình đừng có đi lộn. Đó, nó có những cái cột mà để cho mình đi đó các bạn, mình tới cái trạm nào. Đây là nó có nè, mà nó có từng cái mà cụ cái bến của nó nè. Nó có hết á. Đó, các bạn thấy không? Nè. Cái này là đi Midtown nè. Đó, Midtown nè, các bạn thấy không? Đó. Midtown. Chứ còn hồi chút nữa mình lên lộn tàu. Nó có đề hết. Wall Street. Đó. À, đây là chiếc tàu mới vừa đậu này các bạn ơi. Đó, giờ là mình đi lên chiếc này nè. Đó, đi qua bên sông bên kia. Đó, bà con đang xếp hàng đây. Bà con xếp hàng qua đây. Thank you.
York Waterway, York Key to Brookfield Place. Đó, thì nó sẽ dẫn bạn tới Brookfield. Bạn tới liền. Ok, bây giờ để mình xem coi là nhiều khi ấy, mình vừa tới đây các bạn biết không? Nên là mình coi cái schedule lúc về. Nếu mình biết mình canh giờ mình trở về, mình biết lúc nào cho nó lẹ thôi, các bạn biết không? Đó. Đó, weekend. Nó có giờ hết nè. Đó, mình coi nè để mình biết nè. Đó. Ok, bây giờ mình cùng với là mọi người mình đi. Mình đi lên chỗ mà World Trade Center. Với là mọi người luôn. Hôm nay là chỉ có một mình lang thang trên New York City thôi nghe các bạn. Mình sẽ không có partner, không có ai đi cùng hết. Cho nên là mình sẽ lang thang. Mình sẽ muốn đi tới chỗ Freedom Tower. Bây giờ nó gọi là Freedom Tower. Chỉ là World Trade Center là hai cái tòa nhà lớn. Bây giờ nó gọi là Freedom Tower. Đây là tòa nhà đã qua tới New York rồi các bạn ơi. Qua New York thì mình chỉ có đi là cuối tuần thôi, chứ ngày thường là đông, ngợp, kẹt, xe cộ. Mình chỉ đi ngày thường là ok. Đi cuối tuần chứ, mình đi cuối tuần là ok. Các bạn thấy bên này vừa qua khỏi con sông bên Chelsea City. Thì ngay trước khi mình vô trung tâm của cái shopping mall đó các bạn thấy không? Có, cũng có ice skating. Đó. Các bạn trẻ lớn nhỏ gì cũng chơi skating được hết ở ngoài trời luôn các bạn. Rất là tuyệt vời không các bạn? Đó. Rất là tuyệt vời. Brookfield Place. Cái trung tâm này nó gọi là Brookfield Place Shopping Mall. Tòa nhà văn phòng làm việc trong này hết luôn các bạn. Những shopping mall, những áo quần hàng hiệu đắt tiền không á các bạn. Đây là trong cái shopping mall này các bạn ơi. Trong Brookfield Shopping Mall này đẹp không các bạn, quá đẹp phải không? Yeah. Đó, cái cảnh này là mấy cô chụp hình là thích lắm nè, quá đẹp nha, đẹp phải không? Đó, quá đẹp. Này là cũng là hàng hiệu không đó các bạn, không phải là hàng hiệu không á, chắc không phải là. Wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Đây là một trong những khu trung tâm shopping thương mại ở tại New York City, hàng hiệu không các bạn.
có Louis Vuitton, Omega, tất cả những đây là hàng hiệu không. Ok, bây giờ mà chút nữa mình sẽ quay tiếp tục. Nói chung là ở đây là đầy đủ hàng hiệu. Các bạn mà đi thuyền mà qua bên này á là tới ngay cái trung tâm shopping, không có cần đi đâu xa hết, 10 phút. Bây giờ mình sẽ đi qua bên cái tower, cái Freedom Tower để nó build lại. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Các bạn cũng biết là tới mùa Noel rồi, Giáng sinh, cho nên là các bạn đi trong mấy cái shopping mall là đều có trang hoàng những cây Noel thật là lớn và đẹp rồi, các bạn thấy không? Come over here, now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Ok các bạn, bây giờ mình đi tiến về cái chỗ Freedom Tower, cái tòa nhà cái xưa nó gọi là World Trade Center. Các bạn cũng nhớ hai cái tòa nhà mà cao ốc cao thì cao của New York City đó. Sau cái vụ mà 911 nó là bây giờ người ta xây lại Freedom Tower. Giờ mình đi tới đó mình quay cho các bạn xem nhé. Đây là trước mặt là các bạn làm tòa nhà Freedom Tower. Freedom Tower cao lắm các bạn ơi. Nhưng mà mình đây là New York City đó các bạn. Này là đang trưa thứ bảy York City. Cái này mà đi là cuối tuần chứ còn ngày thường là các bạn biết không, là đông người ta đi làm cũng đông, xe cộ rồi cũng kẹt, cho nên mình đi cuối tuần là nó cũng đỡ. Đi cuối tuần là cũng đỡ các bạn. City trong cái mùa dịp lễ Noel, sẵn người ta ghé ra ngoài này luôn các bạn, rất là đông nha các bạn.
là có thể là mình lấy một cái wristband đó, mình donate. Các bạn cũng donate bao nhiêu cũng được, tùy lòng thảo tâm của mình. Lấy một cái mình donate tiền để tưởng nhớ cái mà 911 đây các bạn. Thì mọi người đang xếp hàng vào trong cái museum về cái mà sự cố xảy ra 911 đó. Cái hàng rất là dài các bạn ơi đó. Xếp hàng vào trong cái museum để xem lại. Nhưng mà cái này là chắc xếp hàng rất là dài, lâu lắm các bạn ơi. Xếp hàng dài quá. Bây giờ mà xếp hàng mà biết chừng nào mới vào được trong cái museum để xem. Các bạn giờ dài quá trời luôn. Đây là cái biểu tượng của World Trade Center. Biểu tượng của World Trade Center kinh tế của nước Mỹ đây các bạn. Okay. Yeah, cái này là World Trade Center. Okay. Các chỗ mà cái nền kinh tế của nước Mỹ.
kia các bạn thấy những tòa nhà cao ốc bên kia sông á, đó là thành tiểu bang New Jersey, đó là Jersey City. Ở bên sông bên kia mình đang còn đứng ở bên New York. Ferry sẽ trở về lại bên New Jersey, Jersey City, và mình đậu xe ở bên đó, mình đi chiếc ferry qua bên này. Bên đây mình thấy được nửa thành tự do nha các bạn. Nó xa xa bên này nè các bạn thấy không, để mình zoom lại gần gần chút xíu các bạn thấy đó. Các bạn thấy không, đó là nửa thành tự do đây. Hello, chào lại các bạn. Các bạn thấy cái sinh hoạt của New York City vào cái mùa đông cũng vẫn rất là nhộn nhịp nha các bạn. Mọi người cũng mặc áo ấm đi ra ngoài enjoy, relax, thư giãn, đi shopping. Đặc biệt là vào cái mùa lễ Noel sắp tới rồi cho nên bà con đi shopping rất là nhiều. Thành phố New York City thì vẫn náo nhiệt. Một lần nữa video của mình tới đây xin dừng lại và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Các bạn cũng đừng có quên là like, share and subscribe cho mình nhé. Và nhân dịp lễ Noel sắp đến đây, một lần nữa xin chúc cho các cô chú bác, anh chị em một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong nhiều nhiều video sắp tới nữa. Và thank you, bye bye các bạn ơi. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belts. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year, drinking hot wine by the fire.